Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Dragon City nha. Và nếu anh em nào thích video này hãy để cho mình một like nhé. Và nếu video được 1k like, ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất của Dragon City thì anh em hãy like mạnh lên nào. Chúng ta sẽ có 3 giây để anh em có thể like này. 3, 2, 1 và cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì chúc anh em xem video vui vẻ nhé. Và anh em nếu được quên là click vào quảng cáo để ủng hộ thêm cho mình, có thêm cái động lực để tìm thêm những tựa game hay và ra thêm nhiều series hay hơn nữa nhé. À, và anh em có thể qua cái channel thứ hai của mình, đó là channel Mr. Thành ở đây, để xem thêm các cái video mới nhất về robot ngoài hành tinh này, đồ tạo tác và triệu hồi khủng long các kiểu, cả One Piece nữa anh em ạ, rất là hay luôn. Rồi thì chúng ta sẽ vào và chơi thôi. Thì hôm nay là chúng ta sẽ tụ cờ đua nhá. Hiện tại thì mình đang ở lap 6 và nốt 1 anh em ạ, và mình đang vẫn đứng thứ hai. Top 1 thì họ lên lap 8 rồi, nhanh quá. Thật sự là quá nhanh, mình gần như không đuổi kịp luôn ấy. Chúng ta sẽ cho một vài con ăn lên cái để lấy thêm hai con bọ nữa. Rồi, chúng ta đủ bọ rồi nha anh em. Và chúng ta sẽ ủi lấy 20 cái phút cơ. Ấy chà chà chà. Dã man ở đây, 20 cái phút thì hơi bị lâu nhá. Và mình sẽ đi đi trade đồ cho anh em, đi trade. Mình muốn nhận một vài con xem nào. Mình sẽ new trade, chúng ta sẽ mình vẫn đang cố gắng lấy con Legendary anh em ạ. Đó chính là con Unchested Dragon. Đấy. Mình sẽ đổi với anh em một con Coyote. Coyote mình đang có thừa khá nhiều. Mình sẽ đổi ra con này nha anh em. Ai có đổi với mình nhé. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Đấy, phải cảm ơn anh em thì anh em mới đổi cho mình, chuẩn không? Xong mặt cười vào cái. Đấy, như thế này là cực kỳ là có thể là mọi người sẽ đổi cho mình luôn. Rồi mình cứ để đây đã. Mình sẽ lấy 20 phút à. Cái này hơi bị lâu nha. Cái bản dàn hồi pua thì sẽ xem là như thế nào ta. Để mình xem hồi pua. Vigo Dego cái gì đó, mình đang ở lap 6 anh em nhé. Hiện tại tôi đang ở lap 6 rồi. Sự kiện này sắp hết chưa? Sự kiện này còn 2-3 ngày nữa. Cố gắng đi lấy hết những cái mảnh con này. Và lấy thêm được một cái hơi khó. Cái này hơi xa. Virago Ember nó hơi xa nhỉ. Thiết thực nhất là đi lấy cái con này thôi. Lấy off của con này xong đi đổi thôi anh em. Chưa lên một sao thì mình thấy nó hơi kiểu xa vời quá, đúng không? Chúng ta xem lap 6. Hiện tại lap 6 nốt 2 thì lấy được khoảng 15/20. Và tiếp tục là phải đợi trong vòng khoảng là 35 phút. Đây, đây chính là cái bảng hồi pua đây. Anh em có thể quan sát luôn. Lắp 6 này, cái này rất là tiện và rất là nhẹ. Cái này là một bạn đã cho mình từ lần trước. Bây giờ mình không vào Facebook nữa nên mình xem trên này thôi. Number 20, pua là 15. Đấy. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục là chơi phát. Rồi ok, mình sẽ quay trở lại để lấy phút này. Còn nhiều nhiệm vụ lắm anh em ạ. Mình có một con rồng có thể nở ở bên kia kìa. Bây giờ mình cũng chưa muốn cho nở. Rồi. Chúng ta sẽ lấy một cái Island Chest. Island Chest thì chưa đủ. Nhiệm vụ của team là nhiệm vụ gì nhỉ? 245. Ủi có nhiều người không làm thế nhỉ? Có lẽ mình phải kick bớt thôi. Tiếp mình sẽ chat với anh em xem ai không làm thì mình sẽ kick bớt họ ra. Mình sẽ lấy food ở đây này này. Rồi food mình cứ để nguyên đấy nha. VIP Quest, chúng ta chỉ có VIP Quest thôi. À, con này con dùng VIP anh em ạ. Con ở đây ngoài có một con dùng VIP. Thế thôi. Hiện tại thì đang cố gắng đua. Và top 2 thì top 3 thì là lap 5. Top 4 cũng lap 5. Chứ riêng mình lap 6. Chúng ta sẽ lấy đủ 15 cái phút xong rồi làm gì thì làm. Bây giờ mình có 3 thôi anh em ạ. Thì chúng ta sẽ hôm nay sẽ nhận được dòng mới sao nhỉ? Master Line này, chết rồi. Như vậy là không được nhận thêm off rồi anh em ạ. Chúng ta chỉ còn tầm khoảng là 12 phút thôi. Why? Kratos, Mirai và Glorious khá khỏe. Mình cũng có con mạnh mà, mình sợ đích đâu. Chiến á. 12 phút nữa ta sẽ nhận được rồng anh em. Rồi tấn công con Green Eye Master. 72.000 chiến binh phát nhỉ, cho 56k. Còn Lumpy cũng sẽ là 61.000 máu. Lumpy Dragon cho 59k này. Khá tốt. Chúng ta sẽ có là 3/20, 40 này, 50 và 40. Nhưng mình sẽ ra ngoài mình lấy thêm
Mình thêm cái gì nhỉ? Mình lấy thêm cái này, mình thêm cái food này. Tội gì mà không lấy, đúng không? Đấy, có food, mình lấy đủ 15 phút thì thôi mà. Cái nhiệm vụ vượt map là mình đích đánh luôn. Tại vì mình chọn nhầm anh em ạ, chọn nhầm con. Thế mình nhỏ. Hình như họ cũng không muốn ra thêm rồng mới hay sao ấy. Đúng rồi, nên họ bỏ luôn cái nhiệm vụ ấy rồi. Con này sẽ được tầm 72.000 máu này. Chúng ta vẫn dùng cái chiêu pure line thôi, tấn công là 85.000. Con này sẽ là 95.000. Chiêu chiến binh này, một đấm 150k. Wow, rất mạnh luôn anh em. Chúng ta sẽ có là 6/20. Ồ, có Cybernetics 3 sao. Uầy. Được đấy, được của nó đấy anh em ạ. Cybernetics 3 sao. Nhìn trông chất lượng thật sự luôn ạ. Đây này. Anh em thấy không? Khỏe thế nhỉ. Sức tử hoàng kim sẽ đấu với Cybernetics. Oh, Wishing Star nó chỉ legend thôi. Rồi mình sẽ đánh nhau thử xem nha. Team mình khỏe hơn rất nhiều. Rất tiếc là gặp phải team mình đấm cho thì đúng là tung mồm rồi. Không khác hệ, nhưng mà chúng ta có chi ánh sáng và chúng ta sẽ được tăng thêm khoảng 60% đam nữa. Đây là 100k. Woo, Cybernetics ạ. 3 sao ạ, vàng chóe luôn anh em ạ. Ui. Cùng vàng, xem thằng nào vàng đẹp hơn. Ui, nó cũng kinh con đầu trâu ấy. Nhìn sợ vãi cả. Shit anh em ạ. Sức tử hoàng kim mình đấm cho cái 60% đam chết rồi đấy. Vẽ 4 sao đánh nhau với 3 sao. Không chưa chết được. Khá khỏe, khá trâu. Chào mừng tới những cuộc chiến của những siêu anh hùng. Ui, nó vàng chóe luôn anh em ạ. Kinh khủng khiếp. Con này chỉ 3 sao thôi. Easy game. Sức tử hoàng kim của mình một khi đã khắc hệ rồi. Vào trong này rồi, chưa cần búp công lên nha. Rất khó để có thể là cân được mình. Daybreak. À, ra ngoài lấy food thì quên hết nhiệm vụ quan trọng của chúng ta là nhiệm vụ phải lấy food mà. Mấy cái nhiệm vụ kia anh em có thể bỏ qua đi, nhưng mà nhiệm vụ quan trọng nhất là nhiệm vụ lấy food nha. 9/20. Mình sẽ tiếp tục đánh ở trong Masterline trước, xong rồi làm cái kia sau nha. Ok. Cái này thì team này đơn giản. Team này cũng có Heroic con sói, nhưng mà chỉ là không sao thôi ạ. Không sao thì không làm gì được mình. Frosty với 72.000 máu. Đấy, cha cha. Đánh nhau đấy. Cần đấy. Chúng ta sẽ có là 12/20. 40 và 40. Nhưng mình sẽ là lấy food trước đã. Cứ sau một trận là mình sẽ ra lấy food đây anh em ạ. Nhiệm vụ tối quan trọng của chúng ta là như vậy. Cái kia chỉ là phụ thôi. Cái đánh này kiếm được thêm một chút điểm là thì kiếm thôi. Căn bản là tại vì nó cũng sắp hết thời gian rồi, cũng không làm gì được nữa bây giờ nữa. Bây giờ là bó tay chấm com rồi. Muốn lên 12.000 điểm ấy để được thêm 120 op của cái con đấy nữa, nhưng mà thôi chắc thôi nhỉ. 72. Rồi, cần tìm được. Chiến thần thì không cần tăng công, không cần tăng máu lên. Cân có thể cân tốt, cân mọi thể loại tốt. 15/20, 39, 35 và 35. Cho cái đập nó đã, tính sau. Chiến binh phát này, 151k. Con này rơi tầm 61k màu. Ok. Một bé nữa, Noble Dragon Elchella. Được, chắc chắn là không ăn được mình rồi. Dĩ nhiên. Mình đánh rất mạnh ở đây. Hiện tại mình đang có là 18/20. Rồi đã xong nha anh em. Hiện tại không biết được bao nhiêu cái phút rồi đây. Mình cũng thu hoạch khá nhiều. Mỗi lần phải được 2-3 cái. Nó rất là sắp được rồi này. Sắp đủ rồi này. Có thể thì mình cũng làm thêm cái nhiệm vụ ở đây. Cũng được, không vấn đề gì cả. Mình sẽ up con này đi anh em. Mình summon nó ra. Để đây một lần, 16 tiếng thôi. Con này cũng nhanh thôi, không quá lâu. Lúc bây giờ chưa có ai online nhỉ. Hôm nay không ai online mấy. Một viên game ở đây, mình sẽ có lên là 320 game. Lấy thêm một lần phút xong rồi vào đây chơi một chút. Đi lấy mảnh của cái con này thì nó sẽ là hợp lý nhất. Mình nghĩ là thế. Chứ cái đồ tạo tác bằng vàng thì có lẽ là sẽ hơi khó rồi. Rồi đi xuống đây để lấy mảnh con này đã. Con này là quan trọng nhất, quan trọng hơn. Big face. Chứ bìa mà đi thêm ấy, đi thêm thì cố có lấy được cái con này hay không cũng là vấn đề đấy, cũng là một vấn đề đấy anh em ạ.
Con này là con Flame Virago. Hay cứ cố nhỉ. Cố đấm ăn xôi thì chưa biết thế nào được. mình không nghĩ mình bị bỏ lỡ mất một ngày ấy. Chúng mình mất điện ấy, cái sự kiện diễn ra mình mất điện ấy, nên mất hẳn một ngày luôn. Không làm gì được luôn. Có lúc có thể bó tay. Ơi 15 rồi này. Có nhiều game thì có thể next bằng 28 game. Chắc là thôi anh em ạ, chắc là đợi thôi. Chắc là sẽ đợi xíu thôi nhỉ. Ok, thì ta sẽ vào trong cái Liquid Battle để xem. Hiện tại mình có thể chơi được cái 3 trận. Nhưng có lẽ là mình nghĩ mình sẽ để dành cái nhiệm vụ này. Hay đánh luôn nhỉ? Đánh luôn cũng được. Không vấn đề gì. Hay là đánh luôn ta? Mình đang suy nghĩ nên đánh luôn hay không. Phút bây giờ sẽ không lấy được nữa nhỉ. Phút đã mắc rồi này. Có lẽ mình sẽ để dành cái đấy để làm nhiệm vụ anh em ạ. Hợp lý hơn. Summon đấy. Summon thì mình rất nhiều dòng khác nhau mà mình có thể summon ra được. Đây này. Cả một đống luôn. Nhưng mà toàn con bình thường à. Không muốn summon ra nó đang gọi là rất là chật chỗ anh em. Heroic thì mình cũng có thể là summon ra được 2-3 con cơ. Vulcan thì để ghép mảnh, tất cả bọn này đều ghép mảnh hết. Summon ra cũng chẳng để chơi, chẳng chơi làm gì. Nó rất là phí phạm. Rồi có lẽ đánh thêm một trận đi. Có lẽ tôi sẽ đánh thêm một trận đi. Một hai trận hay đi nhỉ. Đi map nhỉ. Rồi cứ tâm đi lấy cái con này. Bỏ qua con Flame nha anh em. Mình bỏ qua luôn đấy. Đi thì cũng không đi được đâu. Rồi chúng ta sẽ có Pua Virago. Lấy con Legend này nhìn trông có vẻ thích này. Thích hơn nhiều này. Rồi xuống đây lấy cái này đã. Hai ngày chắc là cũng cố. Nếu mà lết thì cố chắc là lết được đến chỗ kia đấy. Lấy được cái con Flame Virago đã. Cũng được. Không nói Trace. Rồi ok đánh nhau này thì không đừng có để mất coin nhá làm gì. Đánh nhau như bình thường thôi. Nhìn chung là cũng không quá khó nhỉ. Yeah. Chúng ta đánh được, chúng ta kiểm soát được cái tình hình. Không có vấn đề gì cả. Rồi giờ khoảng 29 phút nữa sẽ quay lại nha. Và nhiệm vụ kia đợi khoảng 35 phút thôi là sẽ xong được. Rồi thì chúng ta sẽ cứu mình nhé. Xin chào và gặp lại anh em trong tập kế tiếp của The Game. Đó chính là Dragon City nha. Xin chào gặp lại và bye bye.